Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Mở đầu chuyên mục sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số thông tin về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 8 năm 2019. Phóng sự nâng cao chất lượng hiệu quả ứng dụng phần mềm quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Văn Bản sẽ khép lại chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Vừa qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2014 với 62 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có đại diện các bộ, ban ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, qua thực tiễn thi hành luật hôn nhân và gia đình đã có những quy định đột phá về công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, giành được sự đồng thuận cao từ xã hội. Công tác phổ biến tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của luật cho các tổ chức, cơ quan và các tầng lớp nhân dân được chú trọng thực hiện. Tại hội nghị, đại biểu các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận đánh giá những tác động tích cực, nhận diện những vấn đề bất cập, vướng mắc, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp phù hợp về xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật và nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, người dân về pháp luật hôn nhân và gia đình. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp khẳng định, thời gian qua, các quy định của luật hôn nhân và gia đình dần đi vào cuộc sống, tác động tích cực tới đời sống hôn nhân gia đình của người dân, góp phần đáng kể vào việc bảo vệ, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương và các tổ chức liên quan tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa đầy đủ quy định nội dung của luật, tăng cường công tác tập huấn chuyên môn về pháp luật hôn nhân và gia đình của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục xem xét lồng ghép các chính sách, quy định đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa luật hôn nhân và gia đình với các văn bản pháp luật điều chỉnh những lĩnh vực kinh tế xã hội cụ thể, góp phần đảm bảo tính khả thi trong quy định của luật trong đời sống kinh tế xã hội. Vừa qua, Hội luật gia tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm 2019, các cấp hội đã thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 919 buổi cho 57.448 lượt người nghe, cấp phát 1.160 cuốn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp. Hội luật gia tỉnh thực hiện tư vấn pháp luật cho 27 lượt người dân theo yêu cầu, trợ giúp tư vấn miễn phí 72 vụ việc. Các cấp hội thực hiện trợ giúp pháp lý 282 vụ. Các đơn vị đã tiếp 41 lượt công dân đến khiếu nại, phản ánh, đã phân tích thuyết phục công dân rút 4 đơn khiếu nại. Các vụ việc được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo quyền lợi ích của công dân. Thời gian tới, Hội luật gia tỉnh tiếp tục thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương và của địa phương về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động của Hội luật gia. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Trong đó chú trọng tăng cường tuyên truyền tại các địa bàn khó khăn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, tăng trợ cấp với người có công với cách mạng là một trong những chính sách nổi bật từ tháng 8 năm 2019. Cụ thể, Nghị định số 58 năm 2019 của Chính phủ quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng, cao hơn mức hiện tại là 109.000 đồng. Theo đó, mức trợ cấp phụ cấp của một số đối tượng như sau: thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trợ cấp tối thiểu là 1.094.000 đồng, tối đa 5.207.000 đồng; thương binh loại B, trợ cấp tối thiểu 904.000 đồng, tối đa 4.308.000 đồng; thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có vết thương đặc biệt nặng, phụ cấp 1,7 triệu đồng; bệnh binh, trợ cấp tối thiểu 1.695.000 đồng, tối đa 2.086.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong bộ máy quản lý hành chính là một xu thế tất yếu. Sau gần 2 năm triển khai đưa vào sử dụng trên địa bàn huyện Văn Bản, phần mềm quản lý hộ tịch đã cho thấy những lợi ích thiết thực và hiệu quả cao trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công tác tư pháp hộ tịch, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, giảm phiền hà cho người dân địa phương. Tranh thủ thời gian rảnh, bà Nguyễn Thị Luyến, thôn Nong Dần, xã Khánh Yên Thượng đã đến bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân xã để đăng ký khai sinh cho cháu nội thứ hai. Cũng như nhiều người dân trong xã, bà Luyến thấy khá hài lòng khi được nhận kết quả giấy khai sinh một cách nhanh chóng. Sau khi được cán bộ phụ trách công tác tư pháp hộ tịch xã
hướng dẫn nộp đầy đủ giấy tờ thủ tục liên quan, chưa đầy 5 phút nhập dữ liệu và các thao tác đơn giản trên hệ thống máy tính kết nối mạng nội bộ. Tất cả các thông tin cần thiết làm thủ tục cấp khai sinh cho cháu bà Luyến đã hoàn tất. Không phải tốn quá nhiều thời gian chờ đợi như thời điểm làm giấy khai sinh cho đứa cháu đầu tiên cách đây 4 năm. Hôm nay tôi đi lấy giấy khai sinh cho cháu tôi. Như bây giờ thì lấy giấy khai sinh rất là nhanh, chỉ việc đọc những thông tin cơ bản cho cán bộ nhập vào và in ra và ký tên đóng dấu là có thể lấy được giấy khai sinh ngay rồi. Chứ không như trước đây thì là viết tay từng bản một và lấy một bản chính rồi lại năm bản sau, mất rất là nhiều thời gian. Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử và hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch được triển khai áp dụng trên địa bàn huyện Văn Bàn từ tháng 8 năm 2017. Phần mềm được xây dựng thành một trang website, chỉ cần một máy tính kết nối Internet và một máy in là có thể vận hành. Đáp ứng yêu cầu công việc đăng ký hộ tịch và cấp giấy tờ hộ tịch cho người dân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu theo luật hộ tịch. Kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành khác, đáp ứng yêu cầu quản lý, tra cứu, khai thác sử dụng của 4 cấp từ trung ương đến cấp xã. Trước đây công ty tư pháp hộ tịch muốn cấp cái bản sao tích hộ tịch cho công dân thì gặp rất nhiều khó khăn, phải dở sổ hộ tịch ra chìm bằng trăm trang giấy thì mới thấy được cái thông tin cá nhân của công dân cần cấp tích lục. Nhưng kể từ khi có phần mềm hộ tịch thì chúng tôi chỉ cần đánh họ tên, ngày tháng năm sinh của công dân thì trên phần mềm sẽ hiện ra được cái thông tin mà chúng ta công dân cần tra cứu và cần cấp tích lục, cho nên là cái việc có phần mềm hộ tịch này rất là giải quyết thủ tục công dân rất là nhanh. Trước đây việc quản lý hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Các công việc phải thực hiện bằng phương pháp thủ công là viết tay vào những cuốn sổ hộ tịch. Chính vì vậy, khi người dân có nhu cầu làm các loại giấy tờ như đăng ký khai sinh, kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch, cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch, mất rất nhiều thời gian để tra cứu, thậm chí có những trường hợp không thể giải quyết được vì sổ sách sau nhiều năm đã bị thất lạc hoặc hư hỏng. Tuy nhiên, khi phần mềm quản lý hộ tịch được đưa vào sử dụng, quá trình thực hiện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khai thực hiện phần mềm đăng ký khai sinh điện tử trên hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, lãnh đạo xã đã chỉ đạo cho cán bộ phụ trách trực tiếp liên quan đến hộ tịch thì cần hướng dẫn cho người dân kê khai và đảm bảo yêu cầu theo quy định và đảm bảo chính xác thông tin phần mềm, và sau đó tiến hành in và trả kết quả cho công dân. Có thể thấy lợi ích rõ nét nhất là toàn bộ thông tin về người đi đăng ký, đối tượng được đăng ký hộ tịch đều được cập nhật lưu trữ toàn bộ lên phần mềm. Cán bộ hộ tịch sẽ in kết quả giải quyết các thủ tục hộ tịch trên phần mềm. Phần mềm cũng đảm bảo độ chính xác cao hơn so với quản lý hộ tịch theo phương thức truyền thống, chuyển dần từ quản lý thủ công sang quản lý điện tử, từng bước thay đổi thói quen, tư duy cũng như cách làm của công chức tư pháp hộ tịch theo hướng công nghiệp hiện đại, đáp ứng kịp thời với yêu cầu của công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước hiện nay. Thực hiện phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch giai đoạn 2017-2024, thì phòng tư pháp huyện cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện có bước đột phá để tạo thuận lợi trong việc thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Văn Bàn. Năm 2019 này, thì phòng tư pháp cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện xây dựng kế hoạch nhập bù dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy vào phần mềm hộ tịch điện tử do Bộ Tư pháp quản lý. Việc này thì phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng thành lập cái quyết định tổ giúp việc nhập bù dữ liệu hộ tịch trên địa bàn huyện và chỉ đạo toàn bộ các xã thị trấn, các thành viên tổ giúp việc thực hiện nhập bù từ tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019 này. Sở Tư pháp đã tham mưu cho tỉnh và cấp kinh phí là mở 9 lớp triển khai cái phần mềm hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh. Trong cái quá trình triển khai thì cũng gặp một số những khó khăn vướng mắc. Đặc biệt là khi mà chúng tôi chuyển giao cái khi luật hộ tịch đã quy định là chuyển giao cái thẩm quyền đăng ký các sự kiện hộ tịch có tối nước ngoài. Đặc biệt là về cái vấn đề mà đăng ký về cái kết hôn có tố nước ngoài, thì đây là một cái việc rất là mới đối với cấp huyện. Là khi chúng tôi triển khai mà coi như là theo luật đã phân cấp xuống thì là ở cấp huyện thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo các phòng tư pháp cấp huyện, thành phố
và tư pháp hộ tịch cấp xã thực hiện tốt việc đăng ký các sự kiện hộ tịch trên phần mềm hộ tịch dùng chung. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc thì chúng tôi kịp thời là phản ánh về Bộ Tư pháp để có những cái giải quyết mà tháo gỡ. Tiếp tục triển khai thực hiện cái số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử giai đoạn 2020 theo kế hoạch số 239 của Ban Nhân tỉnh. Thực hiện việc nhập bù thông tin vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tính đến nay 23 xã thị trấn của huyện Văn Bàn đã nhập bù được 43.739 dữ liệu hộ tịch đạt 61%. Trong đó dữ liệu khai sinh đạt 68%, kết hôn đạt 43%, khai tử 40%, nhận cha mẹ con đạt 63%. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất là nhà hợp khối huyện, Văn Bàn đã và đang nâng cao hiệu quả chuyên môn công tác bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần hiện đại hóa hành chính, phục vụ nhân dân trong lĩnh vực tư pháp. Tới đây chuyên mục Nhà nước và pháp luật cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.